Con biết không, do nghiệp mình còn nặng á, nên mọi chuyện xảy đến đôi khi như tất cả đang chống lại mình, khiến cho con cảm thấy mệt mỏi, phiền não rất là nhiều. Thế nhưng con phải hiểu, cho dù con có oán trách, kêu gào, than thở như thế nào, cũng không thể nào giải quyết được mọi chuyện. Phải nhẫn nhịn với tất cả những gì đang ập tới đối với con. Kiên cường lên con. Cuộc đời này càng muốn vùi dập con càng không được bỏ cuộc. Hãy tự luôn nhủ trong tâm mình, tôi sẽ làm được, chắc chắn sẽ vượt qua, chỉ vậy thôi.